tuổi kỵ mùi sinh năm 1979 trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhận được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi kỵ mùi trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ vượt khóa vươn lên chuyển hung hóa cát nắm bắt vận may những người tuổi kỷ mùi hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ thu hút tài lộc mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh cuộc đời sẽ giàu có và thay đổi từ đây vậy cụ thể vận trình sẽ ra làm sao xin mời quý anh chị tuổi kỷ mùi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thuộc mệnh Hỏa, Thiên Thượng Hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Số của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Bản mệnh nên lựa chọn ngày giờ nói trên để xuất hành đi xa hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cát, đại lợi. Nhưng, cái chính là người tuổi Kỳ Mùi cần phải phát huy được những điểm mạnh của bản thân, suy nghĩ, tính toán cẩn trọng trước khi thực hiện một kế hoạch nào đó. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi về mặt sự nghiệp. Từ vi tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979 đầu tháng tỷ kiên lâm suy vận làm cho vận trình sự nghiệp của người tuổi kỷ mùi có những dấu hiệu vừa xấu, vừa tốt, ít gặp may mắn. Tỷ kiên trong bát tự đóng một vai trò vừa giúp đỡ ta, lại vừa bài trừ ta, nó có ý, bạn xuất hiện nhiều đối thủ, nhiều người cạnh tranh, và cũng đồng nghĩa với việc bạn có thêm người đồng hành, sát cánh bên mình trong công việc, nó là ngôi sao đem tới lòng tự tôn, và khả năng hòa động. Tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, thích được hợp tác và làm việc với người cùng độ tuổi, cùng sở thích với mình. Tuy nhiên vì vận khí ngũ hành thời gian này của tuổi Kỳ Mùi suy yếu, chịu nhiều đả kích nên năng lực của bạn bị kìm hãm và khó mà phát triển. Vận trình sự nghiệp của tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, thời gian này chịu sự chèn ép trí tuệ và bị hãm tài, không thể phát triển được. Đây là một khoảng thời gian khá vất vả về mặt công việc của người tuổi kỷ mùi. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp gặp vượng vận. Người này có kiếp tài lâm cục, mệnh chủ có tinh thần và sức sống dồi dào, bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc có phần được thuận lợi hơn. Trong khoảng thời gian cuối tháng dù vận trình có cát tinh, nhưng người tuổi kỷ mùi cũng không nên chủ quan bởi bạn không thể bỏ qua chú tước hung tinh chiếu mệnh thời gian này mọi người xung quanh trở nên kỳ vọng quá nhiều vào bạn, tinh thần căng thẳng, lại không có ai chia sẻ, nên dễ hành sự hồ đồ. Một số rắc rối nhỏ trong cuộc sống có thể khiến bạn nảy sinh sự bất mãn như quên đồ đạc, quên chìa khóa, hỏng xe, hỏng đồ đạc, máy móc của mình. Những điều này lâu dần tích tụ lại, khiến tinh thần bị trói buộc, gây nhiều ảnh hưởng xấu. Về mặt tài vận Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, tháng Bính Thìn, về mặt tài vận của người tuổi kỷ mùi gặp chính tài nhập cục giúp cho con đường tài lộc của người tuổi này có nhiều điểm sáng cũng không được tốt với điềm báo tỷ kiên suy vận nó báo hiệu tháng này người tuổi kỷ mùi nên tiến hành mọi tần tự tuân thủ theo kế hoạch nắm chắc an toàn trong việc quản lý và sử dụng tiền bạc cùng với cách chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về tới bạn và không ngừng đầy lên bạn càng lạc quan thì vận trình tài lộc của bạn càng tươi sáng đối với người làm công ăn lương công việc tiến triển bình ổn, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc cũng phát triển đều điều, tuy là chưa có sự đột phá, nhưng cũng giúp cho bạn có đồng vào, đồng ra, đủ ăn, đủ tiêu và trang trải cuộc sống. Tuy nhiên trong tháng, vận trịnh cũng chưa thực sự tốt, ít có các tinh trợ mệnh, tốt nhất là nên tránh làm những việc quan trọng. Có thời gian bạn nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến, sẽ tiến hành, đánh nhanh thắng nhanh, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trong tháng cũng có điểm báo, vận tài khi chưa ổn định, do chịu cả tác động từ hung tinh thiên cầu, việc tiền kiếm có thể được phút trước, nhưng sẽ bị hao tá ngay sau đó, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận ở thời điểm này. Đầu tư mạo hiểm không thích hợp với người tuổi kỳ mùi trong lúc này, vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh, nguồn vốn còn eo hẹp, bạn càng mù quáng đầu tư càng dễ thua lỗ. Tốt nhất là không nên nóng vội trong việc kiếm tiền, nên chờ đợi thời cơ khác sẽ tốt hơn. Khi đi xa, bản mệnh tuổi kỳ mùi cũng cần phải chú ý giữ gìn, quản lý hành lý, tài sản cẩn thận, tránh bị mất cắp đồ đạc, đồng thời hạn chế mang bên mình những đồ quý giá, nhiều tiền mặt, kẻo thu hút kẻ xấu chú ý, họa vô đơn chí, vừa mất tiền, vừa nguy hiểm đến tính mạng về mặt tình cảm. Tháng 3 âm lịch này, về vận trình tình cảm của người tuổi kỳ mùi, không được Nguyệt Lệnh Lâm ủng hộ lúc này chuyện tình cảm gặp nhiều cạnh tranh. Người tuổi kỳ mùi còn độc thân, có nhiều mối nhân duyên, nhưng là lắm mối tối nằm không, người mình theo đuổi thì quá xa cách. Lại nhiều vệ tinh vây quanh, người mình không thích lại cư đeo bám, kiếp độc thân e là khó thoát. Tuy vậy, có thể cũng do một phần bản mệnh quá kiêu ngạo và không chịu nhún nhường đối phương, quan hệ tình cảm căng thẳng và không có nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi kỳ mùi tháng 3 âm lịch, cuối tháng chuyện tình cảm gặp kiếp tài vượng mệnh làm cho bạn thiếu đi lý trí để cảm xúc chi phối cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường hành xử lỗ mãng tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm xúc mà tự gây ra những tác động xấu thậm chí còn ảnh hưởng đến cả người thân trong gia đình về mặt sức khỏe tháng 3 âm lịch tháng bính thìn năm quý mão 2023 này đây thời điểm sức khỏe của người tuổi kỳ mùi sinh năm 1979, sẽ gặp phải tình trạng dương khí tăng cao, cảm xúc bí bách dần xuất hiện. Việc bạn cần làm là giải phóng dương khí đang quá lớn ở trong cơ thể mình. Buổi sáng hoạt động thể thao nhằm làm nóng cơ thể mồ hôi toát ra sẽ khiến cho dương khí bị tiêu hao, từ đó cân bằng ngũ hành vận khí trong con người bạn. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho các thú vui bên ngoài khiến cơ thể cảm bạn thấy mệt mỏi. Ngoài ra, việc vận động hợp lý, giúp giải thoát các năng lượng tiêu cực, tăng cường sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai là rất cần thiết, bạn cũng cần chú ý tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bản mệnh không nên cố gắng làm việc quá sức của mình, nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên cô lập bản thân với những người xung quanh. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự trao đổi với người thân, bạn bè đáng tin cậy để giúp cho tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 hợp với hướng nhà nào? Vì nam nữ tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 thuộc cung mệnh đông tứ trạch, nên hướng tốt cũng là hướng đông tứ trạch. Hướng hợp với người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 như sau. Hướng nam, sinh khí. Hướng đông nam, phúc đức. Hướng bắc, thiên y. Hướng đông, phục vị, hướng không hợp với người tuổi kỳ mùi, gồm những hướng như sau. Hướng tây, tuyệt mệnh. Hướng tây bắc, ngũ quỷ. Hướng tây nam, họa hại. Hướng đông bắc, lục sát. Tìm hiểu hướng mặt tiền của ngôi nhà gia chủ kỷ mùi 1979. Hướng mặt tiền không phải là hướng chính của ngôi nhà mà chính là hướng đón nhận nhiều năng lượng dương nhất và là hướng quay mặt ra phía trước ngôi nhà. Hướng cửa chính phù hợp tuổi kỷ mùi 1979. Hướng cửa chính của ngôi nhà gia chủ kỷ mùi 1979 nên chọn theo hướng tốt hợp với gia chủ, đó là hướng Bắc, Đông, Đông Nam, hướng chính Nam. Cửa chính có thể là hướng của ngôi nhà hoặc không trùng với hướng của ngôi nhà. Để một ngôi nhà vượng khí, nhận được những dòng năng lượng tốt thì cửa chính cần phải thiết kế sao cho đi vào tâm nhà rồi rẻ sang những phòng khác. Ngược lại, nếu bị cản trở bởi những bức tường khác thì ngôi nhà sẽ không vượng khí và dòng không khí không được phân bổ đều cho các phòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho những thành viên trong gia đình. Theo kinh nghiệm dân gian, hướng cửa chính cần đảm bảo hai vấn đề sau: hạn chế đó nhận trực tiếp hướng gió mùa đông bắc và thứ hai tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, tạo sự thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Điều này cũng tốt cho sức khỏe và tinh thần của gia chủ và những người trong gia đình khi được sinh sống trong một căn nhà có nhiệt độ không quá thay đổi đột ngột theo nhiệt độ của thời tiết bên ngoài. Lưu ý, chúng ta thường nhầm lẫn hướng cửa trước của ngôi nhà là hướng chính của ngôi nhà. Hướng đặt bàn thờ sẽ theo hướng của cửa nhà chính của tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979. Bàn thờ là nơi thờ cúng linh thiêng trong gia đình nên cần thể hiện sự trang nghiêm, tôn trọng với bề trên. Người tuổi kỷ mùi, Hợp với hướng Bắc Thiên Y, đông phục vị, nam sinh khí, đông nam diêm nên đây cũng là hướng tốt để đặt bàn thờ để tương trợ và duy trì vượng khí trong gia đình. Ngoài ra, không nên đặt bàn thờ dưới sàng ngang vì như vậy sẽ có nhiều áp lực về tinh thần, gây hao tổn sức khỏe. Vị trí của bàn thờ cũng phải đặt ở những nơi cao hơn những phòng khác để thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng với tổ tiên, bài vị của ông bà cũng không đặt sát tường. Hướng bà làm việc phù hợp gia chủ tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979. Bàn làm việc là nơi quan trọng để phát triển sự nghiệp cho gia chủ, nên đặt ở hướng hợp tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, đó là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam. Bàn làm việc là nơi đó nhận tiền tài, công danh, giúp gia chủ thuận lợi trong con đường sự nghiệp. Hướng bàn làm việc cho người tuổi kỷ mùi 1979 nên được bố trí như sau. Phía sau chỗ ngồi không được có cửa sổ, sẽ tạo bất an, như có ai đang theo dõi mình, làm mất tập trung và thêm phần lo lắng, sợ hãi khi làm việc. Hướng đặt bàn làm việc tránh những nơi hay có người qua lại như cửa ra vào, phòng vệ xin bên cạnh đó, nếu có cửa sổ bên cạnh bàn làm việc sẽ giúp thoáng và nhiều ánh sáng giúp tinh thần học tập, làm việc thoải mái hơn. Hướng phòng ngủ của người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn và là nơi gắn kết tình cảm vợ chồng trong gia đình. Nếu phòng ngủ có phong thủy tốt Mọi người trong gia đình yêu thương nhau, gia đình trở nên hạnh phúc sẽ giúp thăng hoa và sáng tạo trong sự nghiệp. Để có một giấc ngủ ngon, để khởi tạo nguồn năng lượng sảng khoái cho một ngày mới cần quan tâm đến hướng phòng ngủ, hướng ngủ, hướng đặt giường. Chẳng hạn như bạn có thể kê giường ở những hướng tốt với tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 của bạn, hướng nam sinh khí, đông phục vị, đông nam phúc đức, bắc thiên y. Lưu ý Cửa sổ lớn không nên đặt đối diện với cửa phòng ngủ vì nguồn năng lượng sẽ bị hao hụt hết, không còn khí tốt trong nhà. Mặt khác, phòng ngủ không đặt trên phòng tắm, gara, bếp. Phần đầu giường cũng không được giáp với phòng tắm. Phòng ngủ không được nằm bên dưới phòng làm việc. Biết cách lựa chọn hướng nhà, hướng phòng và cách bố trí những vật dụng trong gia đình để cải thiện đời sống tâm linh, hanh thông trong mọi việc. Việc thiết kế, trang trí mỗi căn phòng trong gia đình cũng như vật dụng màu sắc đều dựa trên những tính toán đã được sắp đặt trước, việc di chuyển hay thay đổi cũng sẽ làm cho phong thủy ngôi nhà thay đổi. Đối với cử chính của phòng khách người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, thì nên bố trí theo hướng hợp với cung mệnh gồm hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Đối với màu sắc của phòng khách người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, thì nên lựa chọn màu sắc hành mộc, hành hòa tương sinh với mạng hỏa của tuổi như màu gỗ xanh lá cây, cách phong thủy cho hướng ban công của tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979. Ban công là nơi tiếp nhận nhiều năng lượng cho ngôi nhà, nơi đón dòng không khí mới mẻ, dễ chịu cho gia chủ. Nếu ban công không được để ý đến thì sẽ cản trở những luồng khí tốt vào nhà. Chúng ta nên chăm chút cho ban công bởi lớp sơn bên ngoài bằng những màu sắc tương sinh với mạng hỏa của tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 như màu cam, đỏ, xanh lá cây, tím. Bạn cũng có thể tô điểm thêm cho ban công bằng sự sống của cây xanh thay vì bỏ trống không và trơ trọi hoặc nguồn oxy chết sẽ mang lại cảm giác tiêu cực. Cho dù bạn không muốn quan tâm đến việc trang trí bất cứ thứ gì cho ban công của bạn thì bạn cũng nên bảo dưỡng và giữ gìn nó. Thu hút nhiều nguồn năng lượng tốt xung quanh cửa nhà. Để bảo vệ ngôi nhà của gia chủ tuổi kỳ mùi 1979, để thu hút nhiều luồng khí mạnh mẽ có thể dùng nhiều cách như đặt gương bắt quái ở phía trên cửa để chấn ngăn ngừa những điều xấu vào nhà. Thỉnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm an vị nơi trang nghiêm để mang nguồn năng lượng lành của sự yêu thương, chuyển hóa chúng sanh. Thỉnh tượng vị thần chấn cửa quan công đặt ở cửa ra vào. Vâng, quý anh chị tuổi kỷ mùi thân mến. Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 cho người tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.